Video này được thực hiện bởi Playzone, shop thiết bị dành cho game thủ hàng đầu Việt Nam. Các bạn có thể đến 126 Phố Vọng Hà Nội hoặc 220 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm. Đừng quên, bọn mình cũng hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Hãy truy cập ngay website playzone.vn hoặc fanpage Playzone để có thể được tư vấn miễn phí. Từ trước đến nay khi chọn mua tai nghe chơi game, thông thường các game thủ luôn luôn chọn những loại tai nghe dạng headphone, tức là kiểu có hai củ tai to đùng và có thể đeo vòng qua đầu. Những loại như này thì thường cho chất lượng âm thanh tốt và đôi khi còn đi kèm với công nghệ giả lập 7.1 hoặc là 5.1 hiện đại. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của chúng có lẽ là kích thước lớn và rất bất tiện khi mang đi mang lại, đặc biệt là với những bạn nào hay chơi quán game. Nắm bắt nhu cầu cần sự gọn nhẹ thì các hãng game kia cũng cho ra đời các sản phẩm tai nghe in-ear để có thể mang đi mang lại dễ dàng, trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng dành cho game thủ. Một số cái tên tiêu biểu như là Razer Hammerhead, Rocket Siva hay là CM Storm Peach, mới đây nhất là một cái tên đến từ Ozone, đó chính là Chai Epic, nổi bật lên với khả năng có thể thay đổi 3 bộ EQ tương ứng với các giải âm thanh khác nhau, nhưng chỉ có mức giá 990.000. Về cách đóng hộp thì việc bóc sản phẩm ra đúng là một sự khó khăn vì hãng đóng hộp tương đối cầu kỳ và chắc chắn, cho nên mình sẽ bỏ qua phần đó và đi vào những gì có trong hộp luôn. Đầu tiên, tất nhiên chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe Ozone Chai Epic. Tiếp theo là một hộp đựng tai nghe nhỏ, được gia công rất tốt. Bên trong là tặng kèm một bộ chia, từ jack ban đầu có thể chia thành jack mic và tai nghe, giúp bạn có thể dùng mic luôn được khi cắm vào PC hay laptop mà không cần phải mua bộ chuyển đổi bên ngoài. Đây là một điểm cộng lớn của Ozone vì ít hãng nào lại tặng kèm bộ chia như vậy. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có hai bộ EQ, thực tế là có 3 bộ nhưng bộ còn lại đang lắp trên tai nghe rồi. Và cuối cùng đó là hai bộ nút tai nghe dành cho người có lỗ tai hẹp hoặc là lỗ tai rộng hơn. Có vẻ là khá nhiều phụ kiện so với một chiếc tai nghe giá chưa đến 1 triệu đồng. Hãy đi cùng vào thiết kế của Ozone Chai Epic. Có một điểm thú vị như thế này, bất kỳ một sản phẩm nào thiết kế tông màu đỏ đen từ linh kiện máy tính cho đến thiết bị ngoại vi thì hầu như sẽ là sản phẩm dành cho game thủ. Và sản phẩm này cũng như vậy, việc kết hợp hài hòa giữa hai tông màu đỏ đen đã mang đến một vẻ rất gấp game thủ cho Chai Epic. Đi lần lượt các bộ phận của chiếc tai nghe thì dưới bên trên bạn có thể thấy rắc cắm của nó được mạ vàng và làm dạng chữ L chống gãy. Kiểu thiết kế này thì rất hữu dụng. Như bạn nào biết thì rắc cắm dạng thẳng khi cắm vào chiếc điện thoại thì nó sẽ lòi ra một đoạn và lúc đút vào túi quần thì khá là khó chịu. Thế nên thiết kế này sẽ khắc phục được điểm đó. Tiếp đến thì giống như hầu hết các loại tai nghe in-ear đời mới, dây được thiết kế dạng dẹp dài 1m2 và chống rối. Nói là chống rối thì nó chỉ đỡ hơn mà thôi, chứ các bạn vò lại và đút túi quần thì nó vẫn rối như thường. Phần bên trên thì mỗi mặt dây là một màu khá đẹp. Tiếp đó là một bộ chỉnh và đáng tiếc là chỉ có một nút với chức năng như là có thể nhận cuộc gọi, tạm dừng nhạc, chuyển bài hát, nhưng mà phải tùy theo loại smartphone của bạn sử dụng. Và không có nút tăng giảm âm lượng. Trên này thì cũng là nơi gắn mic của sản phẩm luôn. Tí mình sẽ thử chất lượng mic cho các bạn nghe. Cuối cùng đó là phần thân tai nghe, được làm hình trụ và nhìn trông khá giống một viên đạn. Cùng với đó là vỏ bằng nhôm. Ở đây thì các bạn có thể thấy logo của Ozone cắn nửa. Cục này sẽ có 3 phần chính, phần nút tai, phần thân và bộ EQ có thể tháo rời. Bộ EQ này cũng chính là đặc điểm nổi bật nhất của chiếc tai nghe này. Như mình đã nói thì chúng ta sẽ có 3 bộ, gồm Ultra Bass, Per Mid và High Pitch, tương ứng với 3 giải Bass, Mid và Treble, giúp bạn có thể lựa chọn thay thế sao cho phù hợp với mục đích sử dụng cũng như loại nhạc hay nghe. Ví dụ với bộ Ultra Bass thì để phù hợp với những bạn hay nghe nhạc EDM vì nó tăng cường âm bass, cũng như với bộ này thì âm lượng cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên đừng bật to quá tránh thủng màng nhĩ. Đùa thôi vì nghe to rất là hại tai, cho nên bạn nào có thói quen đó thì nên sửa. Với bộ này thì cũng sẽ hợp với cái tựa game hay là phim có nhiều âm thanh cháy nổ, nghe cũng sẽ đã tai hơn. Tiếp đến là bộ Permit với màu xám. Bộ này thì nghe âm thanh giọng nói và tiếng game sẽ ngon hơn. Nhìn chung là trung hòa đa năng, phù hợp với dòng nhạc phổ thông như là pop. Với loại này thì khi bạn sử dụng các phần mềm giao tiếp với đồng đội qua mạng như là Skype hay là Alolo thì âm thanh giọng nói của đồng đội cũng sẽ tốt hơn. Và cuối cùng đó là High Pitch. Bộ này thì được nói rằng là cho âm thanh trong game được tăng cường, như là các âm thanh quan trọng như là tiếng bước chân hay là tiếng súng, nhờ giải chép được tối ưu hóa. Cách thay thế cũng rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay như kiểu phản ốc vít mà thôi. Nhưng các bạn nhớ cẩn thận không để rơi mất cái vòng cao su này. Cá nhân mình thì một phần là do tai trâu và một phần cũng là do không chơi nhiều game FPS, cho nên mình hay dùng Ultra Bass để nghe nhạc Vina Hay với EDM khá phê. Tuy nhiên, có một điểm yếu của cục này, đó là vốn tai nghe đã có trọng lượng khá nặng và hơi dài rồi. Gắn thêm cục Ultra Bass này vào nữa thì càng nặng hơn và đeo lâu thì hơi bị mỏi. Các bạn nên cân nhắc giữa hai bộ còn lại vì nó có kích thước cũng như trọng lượng nhẹ hơn. Cuối cùng đó là về chất lượng mic thì sau đây mình sẽ thử dùng chính micro của chiếc tai nghe này để thu âm tiếp. Alo alo 1 2 3. Có thể nói là sau khi dùng thử thì mình thấy mic của nó bắt âm thanh giọng nói rất tốt và giọng mình thì được trong và không có hiện tượng bị re. Phù hợp với bạn nào thường xuyên chơi với bạn bè và nói chuyện bằng các phần mềm như mình đã nói trên ấy, Alolo, Skype hay là Discord, hay là nói bằng hệ thống của game luôn.
Để trở lại về sản phẩm này thì với mức giá chỉ có 990.000 nhưng nó mang lại chúng ta khá nhiều thứ, từ chất lượng đóng hộp, chất lượng hoàn thiện, các phụ kiện bên trong cho đến gia công cũng cực kỳ tốt. Mặc dù có một vài hạt sạn nhỏ, tuy nhiên so với mức giá của nó thì mình nghĩ là có thể hoàn toàn bỏ qua được. Nếu các bạn thích sản phẩm này, hãy truy cập ngay vào link mình để trong phần mô tả. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh YouTube của Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Đời mình